Một người trong bọn đứng lên nói: Bạch thầy, chúng tôi đang suy luận bài toán đố trong hai câu giảng, lời truyền tâm với bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ, đó là bài toán gì? Đức thầy liền cười vui và nói: Tôi cho các anh em biết một phần, rồi mỗi người tự sắp mà làm nghe. Đây là một bài toán cộng gồm 8 con số 8. Anh em sắp làm sao mà cộng cho được 1000 là trúng. Nói xong, ngài bước sang gian phòng khác. Nghe qua nhiều người chạy đi lấy giấy viết, có người vẽ cây ngồi xuống vẽ trên mặt đất cho mau. Ai nấy đều sắp tố và tính liên hệ. Thời gian 20 phút, hết sắp chiều này rồi sắp trở chiều khác, lộn tới lộn lui đủ cách, nhưng chẳng người nào cũng đủ số 1000. Bây giờ kẻ ngồi cắn bút, người chỉ tới đi lui suy nghĩ. Sau đó đức thầy từ phòng bên kia bước lại hỏi: Nãy giờ có ai tính được trình bày xem? Mọi người đồng nói: Thưa, sắp cách nào cũng cộng không đúng hết thầy. Chúng tôi xin chịu thua, nhờ thầy sắp hộ cho. Đức thầy liền ghi lại tấm bảng đen để sẵn tại góc phòng. Tất cả đều im lặng và hướng mắt theo. Ngài cầm phấn viết nhanh trên bảng một bài toán cộng như dưới đây: Hàng đơn vị 5 con số 8, hàng chục 2 con số 8, hàng trăm 1 con số 8, cộng lại là 1000. Liền đó, một chàng pháo tay vang dội qua với tiếng cười, tiếng ca ngợi kéo dài cả phút đồng hồ. Đợi các tiếng ấy chấm dứt, đức thầy giải thích: Đây mới là phần tử của bài toán đố thôi. Còn về phần lý của nó, trong tôn chỉ hành đạo, tôi có viết 8 điều căn cấm. Nếu tín đồ nào gìn giữ kỹ lưỡng, không hề quấy phạm, dầu việc rất nhỏ, tất được 1000 việc phước nhân. 1000 việc phước nhân ấy, nó có dịu năng đưa mình đến chữ hội long qua và sống đời thượng quân thánh đức. Nghe xong, mọi người có mặt trong hội trường đều im lặng phản tỉnh tâm tư, hầu để ghi nhớ lời giáo huấn ấy. Thấy không còn ai hỏi nữa, đức thầy ung dung trở lại phòng. Thực theo lời ông văn phú phụ bạc đọc qua một cốt truyện, trong hai trường hợp vừa kể trên, chúng ta có thể rút được một bài học kinh nghiệm như sau. Một, toán đố là một pháp toán đố mẹo. Học trò muốn làm được, ít ra phải có thầy giáo chỉ dạy phương pháp rành mạch, và người học trò cũng cần lãnh hội chính xác. Học toán đố còn khó như vậy thì học kinh thánh của đức giáo chủ lại còn khó hơn gấp bội. Nếu người tu không quan tâm và cố gắng thì mong gì thấu đạt. Hai, câu giảng lời truyền thấm như bài toán đố là đức thầy ví dụ sự học hiểu lời truyền thấm khó khăn cũng như sự học là toán đố mà các ông ấy hiểu lầm. Cứ lo tìm bài khó chứ không chịu tìm hiểu kinh thánh. Tuy nhiên đức thầy cũng chiều theo tấm hiếu kỳ của các ông ấy, ngài mới dùng phương tiện đưa ra hai bài toán đố. Khi mọi người làm không được, ngài mới hướng dẫn họ trở về với điểm thiết yếu là tìm hiểu thâm tinh và giữ gìn giới được. Bởi người tu có chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu mới hiểu nghĩa và làm theo đắc đạo. Ba, vấn đề trì giới là điểm tối quan trọng của nhà tu, nên đức thầy khéo áp dụng phương tiện đưa ra bài toán cộng có 8 con số 8 để ám chỉ cho 8 điều răn cấm, gồm có sự lãnh lý khiến cho tín đồ tăng trưởng đức tin nơi sự trì giới như ngài đã hằng dạy. Cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hằng ngày. Giới luật ví như hai bờ lề trên con lộ. Nếu người lái xe để vượt khỏi bờ lề thì xe bị lật, người chết. Nhà tu nếu không trì hành giới luật, tai họa cũng như thế. 8 điều răn cấm trong giáo lý Phật giáo hòa hảo tuy thế giản dị nhưng nó gồm nhất tam tụ giới trong kinh Phạm Vọng Bồ Tát giới. Nếu ai giữ gìn trọn vẹn 8 điều răn cấm nói trên, tất được trọn lành trọn sáng,
mà thành đạo tại thế gian hoặc giảng sanh cực lạc. Hai quả vị giải thoát ấy đã thành đạt, thì tự có mặt hội long qua và sống đời thượng mơ, trẻ thừa sức bảo đảm. Kinh Phật xưa há chẳng dài: giới minh như nhật nguyệt, diệt như ánh đạt châu, di trần bồ tát chúng do thị thành chánh giác. Giới sáng như mặt nhật mặt nguyệt, và cũng như hạt châu ánh đạt, chư bồ tát đông như số di trần, đều nhờ trì giới.